Chào mừng các bạn đến với kênh Ngôi Sao Bay. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu chân dung ca sĩ Huyền Vân, vợ hơn 8 tuổi của ca sĩ Vũ Hà. Năm 2013, ca sĩ Vũ Hà lần đầu tiên xác nhận đã có vợ nhưng đã giấu kín trong suốt 20 năm qua. Bà xã của anh tên là Huyền Vân, sinh năm 1961, là người gốc Huế. Huyền Vân từng là ca sĩ của đoàn Tiên Sa ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Trước đây, chị cũng có cơ hội dự thi khắp các liên hoan ca múa nhạc, không chỉ hát mà chị còn dàn dựng, đạo diễn một số tiết mục nghệ thuật. Thời còn trẻ, Huyền Vân từng đi hát và đã gặp Vũ Hà trong một chương trình ca nhạc tại Vũng Tàu. Do xuất thân là thợ cắt tóc, Vũ Hà đã chú ý đến mái tóc của Huyền Vân. Từ việc chỉ bắt chuyện để góp ý thay đổi kiểu tóc, Vũ Hà và đàn chị dần trở lên thân thiết và âm thầm tìm hiểu nhau. Lúc nhận lời yêu, Vũ Hà mới chỉ 24 tuổi, còn Huyền Vân đã bước sang tuổi 32. Dù có sự chênh lệch rõ rệt, nhưng cặp đôi này tìm được sự đồng cảm vì có chung đam mê nghệ thuật và từng gặp nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm. Khi quyết định xây dựng hạnh phúc, Vũ Hà và Huyền Vân chịu sự phản đối của gia đình. Họ đã vượt qua tất cả. Vũ Hà và Huyền Vân đã kết hôn, cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn. Sau khi lập gia đình, Huyền Vân bỏ việc đi hát, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và tập trung vào kinh doanh. Từng trải qua nhiều năm tháng vất vả, sau này Vũ Hà và vợ cũng mua được một căn nhà riêng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ít người biết rằng Huyền Vân từng gặp chuyện buồn vì hỏng thai dẫn đến việc không thể sinh con. Vì suy nghĩ cho người bạn đời, cô từng có ý định cưới thêm vợ mới cho Vũ Hà. Nhưng khi biết chuyện, nam ca sĩ đã không chấp nhận. Sau khi chuyện không vui nguôi ngoai, Vũ Hà nhận một người cháu bên vợ về nhà chăm sóc như con ruột của mình. Vài năm trở lại đây, Vũ Hà thỉnh thoảng có đưa vợ đi dự các sự kiện giải trí phù hợp và thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, anh cũng hạn chế nhắc tới Huyền Vân trên truyền thông để không làm xáo trộn cuộc sống của gia đình mình. Vũ Hà sinh ngày 23 tháng 2 năm 1969 tại Sài Gòn, trong một gia đình gốc Bắc di cư vào năm 1954. Gia đình anh gồm một chị gái và bốn em trai, Vũ Hà là em út trong gia đình. Năm 1971, cha của Vũ Hà mất, một mình mẹ anh phải gồng gánh nuôi cả gia đình bằng nghề dệt chiếu và bỏ mối ở chợ Bến Thành và chợ Bình Tây. Hồi nhỏ, Vũ Hà học ở trường dòng, mãi đến cấp 2 anh mới theo học trường công lập. Thập niên 1980, khi đang học dở lớp 12, Vũ Hà cùng cô bạn thân là Thủy Tiên đã gia nhập nhóm Sóc Nâu chuyên biểu diễn trong các phong trào ca khúc chính trị. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh mở tiệm cắt tóc và duy trì việc biểu diễn hàng đêm tại các tụ điểm ca nhạc hoặc hát lô tô. Từ thập niên năm 1990, Vũ Hà đã nổi danh trong giới ca nhạc hội chợ, nhưng báo giới và các phương tiện truyền thông ít khi nhắc đến tên anh, một phần vì ngoại hình và phần khác vì giọng ca không thể chen vào hàng những ca sĩ top thời đó như Bảo Yến, Nhã Phương, Thái Châu thời bấy giờ. Sau khi dòng nhạc Mưa Bụi lâm vào tình thế ế khách, Vũ Hà bỏ nghề ca sĩ để chuyên tâm vào việc hớt tóc. Nhưng sau khi xuất hiện chương trình Làn Sóng Xanh, anh lại nhen nhóm cơ hội quay lại con đường ca hát. Ở thời điểm này, cái tên Vũ Hà luôn được sánh cùng cái tên Vũ Hưng trên truyền thông và báo mạng. Khoảng năm 2003 đến năm 2006, trên Internet xuất hiện làn sóng kỳ thị cái tên Vũ Hà với phong cách biểu diễn kỳ quái, gây thu hút về mặt thị giác. Một số cá nhân còn lập các hội Facebook đả diễu anh và đặt kèm biệt danh là Thím Hà. Đến thập niên 2010, khi truyền hình thực tế lên ngôi, Vũ Hà tham gia nhiều chương trình và bắt đầu làm dịu dư luận phản đối anh bằng lối biểu diễn dí dỏm đặc thù hơn. Cho tới cuối thời kỳ này, tên tuổi anh gắn liền với mạng hài ước biến tấu hơn là ca nhạc. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn lại trong những video lần sau.